người có trí tuệ sẽ không lo sợ điều gì trong cuộc sống chúng ta thường xuyên phải đối mặt với nhiều điều không chắc chắn lo lắng và sợ hãi từ những nỗi sợ hãi về thất bại mất mát đến lo lắng về tương lai hay những điều chưa xảy ra nỗi sợ luôn tồn tại trong mỗi chúng ta tuy nhiên người có trí tuệ sẽ không bị những nỗi sợ này chi phối trí tuệ giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của mọi việc nhận ra đâu là điều đáng lo và đâu là điều có thể buông bỏ khi có trí tuệ chúng ta sẽ sống tự do không lo lắng và sợ hãi trước những thử thách trong cuộc sống. 1. Trí tuệ giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của cuộc sống. Người có trí tuệ là người hiểu rõ bản chất vô thường của cuộc sống. Họ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi, không có gì là mãi mãi. Những điều mà chúng ta lo sợ có thể sẽ không tồn tại mãi và mọi thứ đến rồi đi theo quy luật tự nhiên. Khi nhận thức được điều này, họ không còn sợ hãi trước những biến cố của cuộc đời. Trí tuệ giúp họ chấp nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không bám víu không cố gắng kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng của mình. Sự vô thường của cuộc sống có thể là nguồn cơn của nhiều nỗi sợ, nhưng người có trí tuệ sẽ nhìn nhận nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi hiểu rằng mọi sự đều vô thường, ta sẽ không còn quá lo lắng hay sợ hãi trước những thay đổi và thăng trầm. 2. Trí tuệ mang đến sự bình tĩnh và sáng suốt. Trí tuệ giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt và không bị cảm xúc chi phối khi đối mặt với khó khăn, thay vì để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh người có trí tuệ sẽ bình tĩnh suy xét tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp họ biết rằng lo lắng chỉ làm mất đi sự sáng suốt và làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn chính sự bình tĩnh này giúp họ luôn kiểm soát được bản thân đối diện với mọi tình huống một cách tự tin và sáng suốt người có trí tuệ không để cảm xúc tiêu cực như lo lắng hay sợ hãi làm mất đi lý trí họ biết cách giữ tâm trí an ổn không vội vàng hay nôn nóng đây chính là sức mạnh tinh thần giúp họ vượt qua mọi thử thách mà không bị áp lực hay sợ hãi đè nặng. 3. Trí tuệ giúp chúng ta sống với hiện tại. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của nỗi sợ hãi là sự ám ảnh về quá khứ và lo lắng về tương lai. Người có trí tuệ hiểu rằng chỉ khi sống với hiện tại, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình yên thật sự. Họ không để quá khứ kéo lùi hay để tương lai tạo áp lực. Thay vào đó, họ tập trung vào những gì mình có thể làm ở hiện tại để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa. Khi ta học cách sống với hiện tại, mọi nỗi sợ sẽ tan biến, bởi vì nỗi sợ thường xuất phát từ những điều không chắc chắn, từ những điều mà ta không thể kiểm soát, nhưng hiện tại là thực tại mà chúng ta có thể sống trọn vẹn, có thể thay đổi, và đó chính là nơi mà trí tuệ giúp ta tìm thấy sự bình yên. 4. Trí tuệ giúp ta không bám víu vào vật chất và danh vọng. Người có trí tuệ nhận thức được rằng những thứ vật chất, danh vọng hay địa vị đều là tạm bợ. Khi bám víu vào những thứ này, chúng ta dễ dàng trở thành nô lệ của sự lo sợ, sợ mất đi những gì mình đang có. Nhưng khi ta biết buông bỏ, ta sẽ không còn bị những nỗi sợ này kiểm soát. Trí tuệ giúp ta nhìn thấy rõ ràng niềm vui thật sự không đến từ vật chất hay danh vọng, mà đến từ sự bình an trong tâm hồn. Người có trí tuệ sẽ luôn tự do, không lo sợ, không bị trói buộc bởi những điều phù phiếm. Họ biết rằng chỉ có sự an yên và trí tuệ mới là tài sản thực sự của cuộc đời. Năm trí tuệ giúp ta hiểu rõ bản thân và kiểm soát cảm xúc người có trí tuệ là người biết rõ bản thân biết điểm mạnh và điểm yếu của mình họ không để những yếu điểm khiến mình tự ti và cũng không để những thành công làm mình tự mãn khi hiểu rõ bản thân ta sẽ tự tin hơn không bị những cảm xúc tiêu cực chi phối không sợ hãi trước những điều chưa biết trí tuệ giúp ta làm chủ bản thân và điều khiển được cảm xúc sự kiểm soát này mang lại một sức mạnh vô hình giúp ta vượt qua mọi khó khăn và sống một cuộc sống bình thản. Khi ta có khả năng kiểm soát cảm xúc, không còn gì có thể khiến ta sợ hãi hay lo lắng. 6. Trí tuệ là chìa khóa của sự tự do. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ đạt được tự do thực sự, tự do khỏi những lo sợ, tự do khỏi những ràng buộc của vật chất và danh vọng. Trí tuệ mang lại sự tự do trong tâm hồn, giúp ta sống một cuộc đời không phụ thuộc vào những điều bên ngoài. Đó là sự tự do nội tại nơi mà chúng ta không còn lo sợ bất cứ điều gì. Sự tự do này giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Khi đạt được sự tự do, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui thực sự trong từng khoảnh khắc, không còn bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài hay lo sợ về tương lai. 7. Kết luận. Người có trí tuệ sẽ không lo sợ điều gì, bởi trí tuệ mang lại sự bình an, sự hiểu biết và sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách khi ta có trí tuệ ta sẽ sống một cuộc đời tự do không bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi hay lo âu hãy rèn luyện trí tuệ mỗi ngày để tâm trí sáng suốt và tìm thấy sự bình yên thực sự trong cuộc sống cảm ơn bạn đã lắng nghe đừng quên nhấn đăng ký kênh phật tâm tĩnh lặng để tiếp tục đón nhận những bài học sâu sắc về cuộc sống và trí tuệ chúc bạn luôn an vui và tìm thấy sự tự do đích thực trong tâm hồn mình